Chuối hột là loài cây bản địa ở nước ta, mọc khá phổ biến trên cả nước, tuy nhiên không phải ai cũng biết sơ chế và những cách dùng chuối hột chuẩn. Dưới đây là những cách dùng chuối hột chính mà mọi người cần biết, cách dùng chuối hột một. Dùng trực tiếp quả chuối hột tươi, chuối hột là vị thuốc nam đa công dụng, đơn giản và rất dễ sử dụng. Với quả chuối hột tươi, mọi người có thể thoải mái chọn cho mình nhiều cách dùng khác nhau trong đó có cách dùng chuối hột tươi trực tiếp ví dụ như cắt quả chuối hột tươi còn xanh ra lấy nhựa sát vào những vùng da bị hắc lào vùi quả chuối hột chín vào bếp cho chín mềm rồi ăn để chữa táo bón bóc vỏ cho chuối hột chín cả hạt vào máy xanh thêm một chút mật ong để xay sinh tố uống chuối hột là vị thuốc nam đa công dụng đơn giản và rất dễ sử dụng cách dùng chuối hột hai chuối hột sao vàng hạ thổ chuối hột tươi rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải bài thuốc nào cũng cần dùng quả tươi hơn nữa chuối hột tươi đặc biệt là quả chín thường khó vận chuyển bảo quản do đó bên cạnh chuối hột tươi bạn cũng cần chú ý đến một cách dùng chuối hột khác là dùng loại đã sao vàng hạ thổ thường thì khi áp dụng cách dùng chuối hột này mọi người dùng sẽ lấy những quả chuối hột tươi còn xanh có thể bóc vỏ hoặc không rồi thái lát thật mỏng cho tất cả các lát chuối đã thái đó vào chảo dày để sao vàng đặt chảo chuối hột sao xuống đất khoảng 3 ngày sau đó cho chuốt vào lọ có nắp đậy để bảo quản khi dùng chỉ cần lấy chuối hột khô ra hãm với nước dùng như trà hoặc cũng có thể kết hợp với các vị thuốc khác để thanh nhiệt. Giải độc, lương huyết, giải phiền khát, tiêu cơm, lợi tiểu, sát trùng, làm hết đau bụng. Vị thuốc này cũng phòng và hỗ trợ điều trị nhiều chứng bệnh, đặc biệt là các chứng bệnh về hệ tiêu hóa. Liên quan đến dạ dày, cách dùng chuối hột ba, chuối hột phơi hoặc sấy khô, chuối hột khô vừa dễ dùng. Vừa bảo quản được lâu, cách dùng chuối hột phổ biến nhất là phơi hoặc sấy khô để dùng dần. Tùy vào tình trạng của quả chuối hột bạn sẽ có cách làm chuối hột khô khác nhau, cụ thể. Nếu quả chuối hột xanh, già thì bạn chỉ cần dùng dao tác thành từng quả, bỏ đầu, đuôi quả. Sau đó cắt thành từng lát dày từ 1-3cm để phơi khô, với những quả chuối hột đã bắt đầu chín thì bạn có thể bóc vỏ. Cắt lõi thành 2 ba miếng theo chiều dọc tùy vào kích thước của quả, cuối cùng xếp miếng chuối hột ra mâm. Mẹt để phơi khô, loại này thường có thời gian phơi kéo dài hơn loại cắt thành từng lát theo chiều ngang. Ngoài phần ruột quả, bạn cũng có thể thu lại vỏ, rửa sạch, phơi riêng cho khô để dùng dần. Khi sử dụng, chỉ cần cho chuối hột khô vào nồi sắc lấy nước hoặc kết hợp với các vị thuốc khác để tăng cường công dụng với sức khỏe. Chuối hột sau khi phơi khô gọn nhẹ, rất dễ bảo quản, vận chuyển nên được nhiều gia đình yêu thích. Trường hợp bạn không tự mua được chuối hột tươi về để phơi khô thì có thể mua ngay chuối hột sấy khô uy tín như chuối hột sấy khô bắc cạn. Nguyên liệu làm các sản phẩm chuối hột sấy khô bắc cạn này được tuyển chọn kỹ lưỡng máy sấy và các thiết bị liên quan hiện đại, sạch sẽ nên sẽ đảm bảo chất lượng và độ đồng đều của sản phẩm chuối hột sấy khô. Cách dùng chuối hột bốn, bột chuối hột nguyên chất, cách dùng chuối hột dạng bột này tuy không phổ biến nhưng lại cực kỳ tiện dụng. Bởi không chỉ gọn nhẹ, dễ vận chuyển đi khắp mọi nơi mà bột chuối hột còn cực dễ dùng. Tùy theo tình trạng cơ thể và mục đích sử dụng như uống để tăng cường sức đề kháng, phòng bệnh hay hỗ trợ điều trị bệnh mà người dùng có thể lấy lượng bột chuối hột khác nhau. Cho bột vào ấm tích hoặc ly sứ có nắp đậy, chế nước sôi vào, để khoảng 3 phút và thưởng thức như thường trà. Bạn có thể mua và sử dụng chuối hột sấy khô, các làm bột chuối hột cũng rất đơn giản. Chỉ cần làm chuối hột khô như cách trên hoặc trực tiếp mua chuối hột sấy khô về, đem chuối hột khô đi nghiền thành bột nhuyễn. Mịn là được, bột chuối hột khô bảo quản được khá lâu nhưng để đảm bảo chất lượng của sản phẩm bạn vẫn nên bảo quản thật kỹ trong túi ni lông dày. Nhiều lớp hoặc hộp có nắp đậy kín, cách dùng chuối hột năm, ngâm rượu chuối hột, thêm một cách dùng chuối hột khác cho mọi người là ngâm rượu chuối hột để uống. Cách làm chuối hột ngâm rượu cũng rất đơn giản, mọi người chỉ cần làm chuối hột khô theo hướng dẫn hoặc mua chuối hột sấy khô về. Dùng nước sôi rửa sạch để tẩy hết những bụi bẩn bám vào trong quá trình phơi nắng, sau đó. Giải chuối ở nơi thoáng mát cho khô, đến khi chuối khô lại thì bỏ vào bình thủy tinh sạch đổ thêm rượu theo tỷ lệ 1 kg chuối khô với 3 lít rượu sao cho rượu ngập hết chuối khô là được. Cuối cùng, bạn chỉ cần đậy kín bình, để nơi khô ráo, thoáng mát và đợi khoảng 3 tháng là có thể bắt đầu dùng. Trên đây là những cách dùng chuối hột chính mà bạn có thể áp dụng, hy vọng những cách dùng này sẽ giúp bạn và gia đình luôn khỏe mạnh nhờ chuối hột.